Của UNESCO ghi danh vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình đang được diễn ra tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố Hải Phòng và đang được truyền trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đã mang tới màn trình diễn mở màn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lễ hội hoa phượng đỏ